Câu School District ở Canada học khu Câu quyết Lâm nép mình trong các dãy núi nằm giữa Thái Bình Dương và sông Fraser bao gồm các thành phố Câu quyết Lâm, Port Câu quyết Lâm, Port Moody và các làng Anmore và Belkera là địa điểm lý tưởng quanh năm cho du học sinh trải nghiệm giải trí, mua sắm và các món ăn địa phương. Học khu chỉ cách thành phố Vancouver 30 phút đi xe hoặc đi bằng tàu Skytrain. Đây là nơi có khí hậu ôn hòa với môi trường an toàn và cuộc sống khá sung túc và là địa điểm có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên nằm cạnh Vancouver và Whistler những ngôi trường trung học mới và đẹp, những lớp học đa dạng, tiêu chuẩn học thuật cao cùng với sự an toàn của cộng đồng là một địa điểm lý tưởng cho chương trình giáo dục quốc tế. Địa điểm cũng gần trường Đại học Simon Fraser, trường cao đẳng Douglas và Đại học British Columbia. Học khu Câu Quyết Lâm tiếp nhận tất cả học sinh từ 5 đến 18 tuổi. Học khu có các lớp ngôn ngữ, chương trình học đầy đủ và đa dạng khóa học cho học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Học khu lớn vào hàng thứ ba của BC với 30.000 học sinh thuộc 66 trường, 8 trường trung học du học sinh được hưởng lợi từ một chương trình phát triển đầy đủ bởi các giáo viên được tránh quyền tỉnh bang British Columbia phụ trách trong các trường mới hiện đại với các thiết bị và công nghệ mới nhất. Học khu Câu Quyết có truyền thống trên 55 năm về sự tuyệt hảo trong học thuật và giáo dục bằng chứng là bằng tốt nghiệp trung học của Câu Quyết được tất cả các trường Đại học Canada và Hoa Kỳ công nhận tỷ lệ tốt nghiệp rất cao 95%. Vì sao chọn theo học tại các trường của học khu Câu Quyết được Bộ Giáo dục British Columbia xếp vào một trong những học khu tốt nhất của tỉnh là học khu lớn thứ ba của British Columbia với 30.000 học sinh thuộc 66 trường cộng đồng an toàn và sung túc có truyền thống trên 55 năm ưu tú trong học thuật và giáo dục có các ngôi trường mới công nghệ cao cung ứng các cơ sở hiện đại và các chương trình kết nối toàn cầu có một số lượng lớn học bổng do tình cấp hàng năm bằng tốt nghiệp trung học được tất cả các trường đại học Canada và Hoa Kỳ công nhận đa số du học sinh tốt nghiệp từ câu quyết lâm học tiếp lên cao đẳng hoặc đại học tỷ lệ tốt nghiệp là 90